chào tất cả các bạn, mình là Rita từ du học Inspire Education. Mặc dù Ba Lan không phải là quốc gia thu hút nhiều học sinh Việt Nam như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, nhưng mà các bạn tìm hiểu du học Ba Lan ngày càng nhiều. Lý do là quốc gia này nằm trong khối Liên minh châu Âu và có nền giáo dục khá là chất lượng, chi phí học phí và sinh hoạt phí cũng khá là thấp. Các bạn hay hỏi mình về việc làm thêm tại Ba Lan như thế nào. Thì mặc dù nằm trong khối Schengen nhưng đồng tiền của Ba Lan khá là thấp. Một đồng Ba Lan thì khoảng là 5.900, trong khi là một euro thì tầm khoảng là 26.000. Vì vậy mà người dân Ba Lan thường hay sang các quốc gia khác để làm việc, thì tạo nên cái sự thiếu hụt lao động tại quốc gia này. Đây cũng là một cái cơ hội tuyệt vời cho những cái du học sinh muốn tìm kiếm một cái công việc làm thêm tại Ba Lan. Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái cách mà mình có thể tìm kiếm một cái công việc phù hợp tại Ba Lan, cùng tham khảo với mình nhé. Cách thứ nhất đó là bạn nên chăm chỉ rải CV online. Bạn có thể là tìm những cái công ty đa quốc gia hoặc là những cái công ty mà không yêu cầu phải biết tiếng Ba Lan. Còn nếu như mà bạn biết tiếng Ba Lan luôn thì rất là tốt rồi, mức lương của bạn có thể cao hơn khá là nhiều. Điều bạn cần làm đó là bạn một chuẩn bị một cái CV online bằng tiếng Anh thật là đẹp và bạn sẽ gửi online. Thì nếu như mà cái hồ sơ của bạn được duyệt thì nhà tuyển dụng sẽ gọi để phỏng vấn bạn. Thì có khá là nhiều cái website để tìm kiếm việc làm và bên mình cũng đính kèm ở phía dưới video này để các bạn tiện tham khảo nhé. Thứ hai đó là bạn nên tham gia vào các hội chợ tìm việc làm tại các thành phố hoặc là cái trường học mà nơi bạn sinh sống. Thường xuyên diễn ra những cái hội chợ về việc làm, đặc biệt là trong những cái mùa tuyển dụng. Bạn nên xem cái thông tin này, bạn nên check thông tin này thật là kỹ và chuẩn bị một cái hồ sơ thật là đẹp. Thì khi đến ngày diễn ra hội chợ thì bạn sẽ in cái hồ sơ ra và nộp cho những cái công ty mà bạn cảm thấy yêu thích. Thứ ba đó là bạn có thể đi thực tập. Tại Ba Lan thì các công ty có thể tuyển full time, part time hoặc là đi thực tập. Nếu là đi thực tập thì thông thường thì bạn sẽ được trả lương, nhưng mà cái mức lương này nó cũng không quá cao đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn cảm thấy rằng cái công việc này nó phù hợp, nó tốt với mình thì mặc cho dù là không được trả lương thì bạn cũng đừng có từ chối nha. Tại vì khi mà bạn đi thực tập thì bạn sẽ có những cái trải nghiệm thực tế và đặc biệt nó sẽ là một cái điểm cộng tuyệt vời cho cái CV của bạn. Các nhà tuyển dụng cũng thường tuyển sinh viên thực tập vào làm chính thức nếu như mà bạn làm tốt. Vì vậy mà trong quá trình mà bạn thực tập thì bạn cần phải thật là chăm chỉ và thể hiện hết tất cả các khả năng của mình nhé. Thứ tư đó là bạn làm việc trong các kỳ nghỉ hè. Thông thường thì các công ty tại Ba Lan họ khá là linh động về thời gian để cho sinh viên có thể là vừa học vừa làm mà không ảnh hưởng đến việc học hoặc là phải cúp học để đi làm. Tuy nhiên cũng có nhiều bạn không thích đi làm trong thời gian học mà chỉ muốn tập trung cho việc học thôi và đi làm trong thời gian nghỉ hè. Thì trong 3 tháng hè đó bạn có thể là làm tại các nhà hàng, khách sạn hoặc là tại các quán bar. Ngoài Ba Lan ra thì bạn có thể là đến các nước như là Ý, Hy Lạp hoặc là Tây Ban Nha để làm thêm. Tại vì nếu như mà bạn có visa du học Ba Lan thì bạn có thể sinh sống hợp pháp tại các quốc gia trong khối Schengen trong vòng là 90 ngày. Trên đây là những thông tin mình chia sẻ về việc cách tìm kiếm cái công việc tại Ba Lan. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với những bạn đang tìm kiếm một cái công việc, đang dự định du học tại quốc gia này. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với du học Inspire Education để được hỗ trợ sớm nhất, hoặc là để lại comment ở bên dưới thì bên mình sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này và đừng quên ấn vào nút đăng ký để xem nhiều video hữu ích hơn từ du học Inspire Education. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.